Nhắc tới bánh ít là người ta nghĩ liền tới cái bánh nhỏ nhỏ được gói bằng lá chuối có hình chóp nhọn với lớp bột dẻo ở ngoài ôm lấy phần nhân tròn bên trong. Bánh ít miền Nam có nhiều loại với nhiều loại bột, nhiều loại nhân khác nhau. Và chỉ trừ ra bánh ít trần thì hầu như các loại khác đều có cách làm, cách gói tương tự nhau. Bà nội trợ nhà quê sẽ nhào bột, do nhân, lau sạch lá và xé miếng vừa phải. Như vậy là đã chuẩn bị xong cho khâu gói bánh rồi đó. Bắt cục bột nhỏ, lấy ngón tay ép nhẹ cho dẹp xuống, bỏ nhân vô, khéo léo bọc bột lại cho kín. Xong mới lăn qua chén dầu ăn, rồi bỏ vô lá chuối. Lúc này, người gói sẽ xếp tấm lá lại thành chóp nhọn, cứ thoăn thoắt, lẹ làng. Cái nào cái nấy cứ đều trân, được lần lượt xếp vô cái mâm kế bên. Nhìn thiệt là đẹp mắt lắm. Sẽ tùy theo loại bột làm bánh mà người ta kêu tên, như bánh ít lá dứa, bánh ít nếp thang, bánh ít lá cẩm, bánh ít nếp xào. Và với bánh ít có phần bột bánh được làm bằng khoai mì mài nhuyễn thì sẽ được kêu là bánh ít khoai mì. Mỗi khi nhà có đám giỗ thì bên cạnh bánh tét, nhiều nhà cũng chọn gói bánh ít để dâng cúng ông bà và làm quà thơm thảo cho bà con đã tới phụ giúp cùng gia đình. Để chuẩn bị gói bánh, phải lo xay bột, rọc lá, xào nhân, đào khoai, ngâm rửa lại hì hụi, mài nhuyễn. Nói chung là cũng cực công dữ lắm. Nhưng được cái nhà có đám tiệc, bà con về đông vui, chia người một chân một tay nên công việc cũng xong mau, mà cũng lại càng thêm phần rộn rã nữa. Thiệt vậy, những đứa con nhỏ lớn lên ở nhà quê chắc chắn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của bà, của mẹ, của cô ngồi quây quần trên tấm chiếu trải trước sân nhà để gói bánh. Cứ bà bắt bột thì mẹ sẽ gói, cứ nhịp nhàng như vậy, hết cái này tới cái khác. Đôi tay người phụ nữ nhà quê tuy không trắng trẻo mịn màng nhưng lại đặc biệt khéo léo. Bắt mấy cục bột là đều trân như nhau, gói cái bánh nào là nhọn đều cái đó, đứng thẳng thốm trên mâm, nhìn thiệt là đẹp mắt lắm. Gói bánh xong rồi thì coi nhúm lửa, bắt nồi nước để chuẩn bị hấp bánh ngàn mấy đứa ơi. Cái nồi bự đổ lưng lưng nước, tới khi sôi lên thì bỏ sửng vô hấp được rồi đó. Nhớ đậy kín nắp thì mới giữ hơi cho bánh chín được. Giữ lửa đều, chừng 15-20 phút sau thì mở nắp xả bớt hơi, sau đó đậy kín lại như cũ. Làm như vậy thì bánh mới chín đều, không bị chỗ chín chỗ sống sẽ không ngon nữa. Hấp bánh sau chừng nửa tiếng là bánh chín rồi đó. Gấp một cái ra thử cho chắc cú ngàn. Bánh mới gấp trong nồi ra, nóng hổi hà. Gỡ nhẹ lớp lá gói ở ngoài ra, cái bánh ở trong nhỏ nhỏ bốc khói lên thơm phức. Màu bột bánh chuyển qua trong vắt, nhìn đẹp lắm. Lấy đũa vẽ đôi cái bánh ra, mùi thơm của phần nhân đậu ở trong lại càng lan tỏa, hòa chung mùi bột mì, khiến ai đã lỡ nhìn thấy, lỡ nghe mùi thơm là chắc chắn sẽ nuốt nước miếng ừng ực liền. Thử bánh chín rồi, lúc này bà nội trợ mới lẹ làng trút bánh ra cái nia bự, rồi đỡ bánh đứng dậy, xếp cho ngay ngắn đàng hoàng, mới đem để lên bộ dáng cho thoáng, không bị hầm hơi, thì bánh sẽ để ăn được lâu mà không bị hư. Từng cái bánh ít, lúc này nhìn thiệt là ngon lành, và cũng chứa đựng nhiều lắm những tình cảm thân thương của bà con quê mình đã dùng để gói lên nó. Cái bánh ít nhìn qua chỉ bình dị vậy thôi, lớp lá chuối gói ngoài đã sậm màu, không bóng bẩy, cũng chẳng cao sang gì đâu. Nhưng cứ hễ thấy nó là người ta lại thấy được, lại được hòa mình vào cái không khí ấm áp của gia đình và sự sum vầy của dòng họ trong ngày giỗ ông bà. Bánh ít trong ngày giỗ, đầu tiên sẽ được chọn những cái đẹp nhất xếp lên dĩa dâng cúng ông bà. Còn lại thì để gửi hàng xóm, người mấy cái ăn lấy thảo, hay dọn lên để mấy dì mấy cô ngồi nói chuyện, có cái ăn chơi đỡ buồn. Công chuyện nấu nướng đã xong xuôi, mâm bàn thì đang dọn cúng. Tranh thủ lúc rảnh,
bà con họ hàng lại quây quần trên bộ gián nhỏ mà hỏi thăm nhau chuyện con cái, chuyện cửa nhà, chuyện vụ mùa, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm mần ăn, rồi mời nhau trái chôm chôm, miếng mứt hay cái bánh ít dẻo dẻo vị khoai mì. Lột lớp lá gói ngoài ra, cái bánh ở trong có lớp bột, trông bóng màu hơi ngà ngà chút xíu, cắn một miếng ngang, bánh dẻo quẹo, vị khoai mì thơm mát trong cổ họng. Nhưng đậu xanh thì mặn mặn đậm đà, còn nhân dừa thì ngọt ngất mà béo nữa. Củ khoai mì, thứ củ bình dân dễ trồng dễ sống, tưởng chỉ để độn cơm trong những ngày xưa khốn khổ, hay làm thành món ăn vặt rẻ tiền của nhà quê, hoặc góp mặt vào những bữa cơm gia đình giản đơn với những nguyên liệu sẵn có từ vườn nhà. Nhưng củ khoai mì đã bằng một cách tự nhiên và gần gũi nhất để đi vào sâu trong cuộc sống của bà con, như cũng góp mặt vào rất nhiều những món ăn ngon lành và có vai trò quan trọng trong những dịp đặc biệt, như ổ bánh nướng đãi khách, chén chè cúng ngày rằm, như cái bánh ít dâng cúng ông bà vào ngày giỗ. Con người ta xa quê, đi xa, bộn bề với biết bao công việc, thì vẫn tranh thủ về nhà vào ngày giỗ ông bà, để tưởng nhớ, để gặp lại cô bác họ hàng, để ăn lại những món ăn rặt ri phong vị quê nhà, để được cầm cái bánh ít nhỏ nhỏ mà dở ra từng lớp lá chuối, rồi dở òa khi nhìn thấy phần bột mì trong bóng bọc lấy phần nhân tròn. Cái bánh dẻo thơm, đầy vị thương, vị nhớ